Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018, lễ Giáng sinh, lễ ban ngày. Trích sách tiên tri Isaiah. Đẹp thay cho người giao tin trên núi, người giao tin thái bình, người giao tin mừng, người giao tin cứu độ. Nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị. Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng chính mắt họ sẽ nhìn xem khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Jerusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi, vì Chúa đã an ủi dân người, đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện người trước mặt chư dân, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rốt. Hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua người con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật. Và cũng do bởi người con mà Ngài đã tác thành vũ trụ, nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài. Người con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta và ngự bên hữu đấng oai nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị trong các thiên thần rằng: Con là thế tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh con. Rồi Chúa lại phán: Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là con Ta. Và khi ban con một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lại Người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Ngày thanh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. Alleluia. Bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống,
và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo. Và thế gian đã không nhận biết người. Người đến nhà các gia nhân người, các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đánh mất cơ hội ngàn vàng, bài của linh mục Ignacio Trần Nga. Có một vị thái tử vào rừng săn bắn, tình cờ gặp một cây gớt quê đang kiếm củi một mình. Không hiểu trời xui đất khiến, làm sao mà hai con người có địa vị cách biệt quá xa lại tỏ ra tâm đầu ý hợp, và hai bên lại yêu nhau tha thiết ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên. Sau đó hoàng tử quay về triều như kẻ mất hồn, ngày đêm tương tư cô gái nghèo mà anh đã đem lòng thương mến. Thế rồi, do lòng yêu thương thúc đẩy, anh khẩn khoản đại xin vua cha cưới nàng cho bằng được, để tìm hiểu xem cô gái có thực sự yêu thương con trai mình bằng tình yêu chân thật, hay chỉ yêu vì gia tài, địa vị, quyền thế của chàng. Vua cha truyền dạy hoàng tử cải trang làm nông dân để thử lòng cô gái. Thế là vị hoàng tử quyền quý hóa trang thật khéo, y hệt người nông dân quê mùa chất phác, đến cắm lều gần nhà cô gái. Ngày ngày vắt cuốc ra đồng làm lụng, làn da cháy nắng, đôi tay chai sần, anh lăn la đến làm quen với cô gái trong hình hài một nông dân. Mặc dù cô gái vẫn thầm yêu và khát mong được kết hôn với vị hoàng tử mà cô đã gặp trong rừng, nhưng trớ trêu thay, cô ta không nhận ra vị hoàng tử này trong hình hài người nông dân nghèo khổ, nên đã đối xử với anh rất lạnh nhạt và cuối cùng đã xua đuổi anh đi. Trong khi lòng cô vẫn thổn thức nhớ thương chàng hoàng tử hào hoa mà cô đã gặp trong rừng. Tiếc thay, cô đã đánh mất cơ hội vô cùng quý báu, mất một người yêu lý tưởng, mất luôn cả vinh dự trở thành công nương, thành hoàng hậu tương lai. Như vị hoàng tử rời khỏi hoàng cung, hóa thân thành nông dân đến cắm lều ở bên cạnh nhà cô gái, người hai Thiên Chúa đã từ bỏ ngay trời, hóa thân thành người phàm và đến ở giữa chúng ta. Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài tự đồng hóa mình với những người láng giềng đang sống quanh ta. Chúa Giêsu khẳng định rằng mỗi người đang sống chung quanh ta cũng chính là Ngài. Những ai cho người đó khác cơm ăn áo mặc thì Ngài nói là họ đang cho Ngài ăn mặc. Những ai chăm sóc người đã bệnh là đang chăm sóc Chúa. Tóm lại, bất cứ điều gì chúng ta làm cho người chung quanh là làm cho chính Chúa, vì những người đó là phần thân thể của Chúa Giêsu. Mát-thêu chương 25 câu 34 đến 40. Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị cũng dựa vào giáo huấn này để nhắn nhủ các gia đình. Thiên Chúa đã tự đồng hóa với người cha, người mẹ, người con trong gia đình. Trích trong thư gửi các gia đình của Thánh Giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị. Thật rất đeo, đang khi chúng ta vẫn yêu mến, suy tôn, chúc tụng Thiên Chúa ngự trên cõi trời cao và cung kính bái lại tượng ảnh Ngài trên bàn thờ, thì chúng ta lại tỏ ra thờ ơ hờ hững và thậm chí còn đối xử tồi tệ với tha nhân là những chi thể sống động của Ngài, là hiện thân của Ngài đang hiện diện chung quanh. Hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục đóng vai người nông dân, người cùng khổ, người láng giềng, người bạn đồng nghiệp và cả những người nhà để sống với chúng ta. Thế nhưng chúng ta không nhận ra Chúa nơi những người đó, nên chúng ta thường đối xử tệ bạc với họ. Thế là bi kịch cô gái nghèo hết lòng yêu thương chàng hoàng tử hào hoa, nhưng là phụ bạc anh ta dưới lốt nông dân nghèo khổ vẫn còn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ, từng phút. Thế là Ngài đã đến nhà của Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Gioan chương 1 câu 11.
thật vô cùng đáng tiếc cho cô gái trong câu chuyện trên đây, vì đã đánh mất cơ hội ngàn vàng, cơ hội trở thành công nương chốn cung đình, cơ hội được hạnh phúc trăm năm bên hoàng tử giàu sang phú quý. Và cũng vô cùng đáng tiếc cho chúng ta khi chúng ta tiếp tục lặp lại bi kịch ấy trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Francisco Assisi nhận ra người phong cùi là một phần chi thể đang bị ung nhọt của Chúa, nên Ngài đã ôm hôn người phong ấy với tình yêu thắm thiết. Mẹ Thánh Teresa Canquita cũng đã nhận ra những người bệnh tật hấp hối là những phần chi thể bị tổn thương của Chúa Giêsu, nên mẹ đã dành phần lớn đời mình yêu thương, chăm sóc họ. Xin soi sáng cho chúng con biết rằng Chúa và những con người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày chỉ là một, để rồi chúng con biết tôn trọng, yêu thương và phục vụ Chúa nơi những anh chị em đó. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga. Phép lạ Giáng sinh. Hàng năm cứ đến Giáng sinh, hài nhi Giêsu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến. Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra. Đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước. Đó là Bộ trưởng Tài chánh. Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng họ mới chạy đến với hài nhi Giêsu vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng hài nhi Giêsu trả lời với các bác sĩ: "Không phải ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình." Tin tưởng ở lòng người, hài nhi Giêsu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng sinh. Cây Giáng sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng. Bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa. Vừa thấy hài nhi đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại đang phá đám, cho nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài nhi Giêsu buồn bã bỏ đi, nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lại lục một chút cặn bã của vinh hoa, lợi lộc, phù phiếm. Hài nhi Giêsu nghĩ thầm, ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu, từ chối. Trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây. Hài nhi Giêsu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà. Nhưng ai cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng sinh. Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thiểu tiến lại gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh đeo lỏng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiêu nguyễu bên lệ đường, anh mới dừng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương, trầm buồn. Bản nhạc bỗng mong lại niềm hy vọng cho hài nhi. Trên môi Ngài một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạt này, con người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng sinh. Vậy mà con người ấy có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến. Hài nhi Giêsu nắm lấy tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chánh. Cuộc ghép tim vừa chấm dứt thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát. Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động về tiền của để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát và sẵn sàng tự hiến cho người. Bài trích sách lẽ sống.